Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì với sự đồng hành phối hợp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2020, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, Bộ Công Thương đề nghị EVN chỉ đạo Tổng Công ty, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố phổ biến, tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, tuyên truyền trực tuyến trên website, fanpage, tuyên truyền thông qua các ấn phẩm tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực, vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất. Khác với mọi năm, giờ trái đất 2020 chuyển trọng tâm từ biến đổi khí hậu sang mất đa dạng sinh học, với sự tiêu dùng gia tăng chưa từng có, dẫn đến gia tăng đột biến nhu cầu sử dụng năng lượng, đất, nước, v.v. đã làm suy kiệt nhanh chóng các nguồn tài nguyên, thay đổi các môi trường sống trên trái đất, góp phần gây ra sự mất đa dạng sinh học trên diện rộng. Giờ trái đất 2020 kêu gọi sự cam kết của chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hành động nhằm đảo chiều những tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học. Các hoạt động của chương trình góp phần thúc đẩy những sáng kiến thay đổi hành vi tiêu dùng như tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng đồ nhựa và nói không với tiêu thụ động vật hoang dã. Qua đó, cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh. Thì cái chiến dịch giờ trái đất của chúng ta sẽ được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Và nhân dịp cái chiến dịch giờ trái đất này thì tôi muốn kêu gọi tất cả các cơ quan, các cái tổ chức, các địa phương cũng như là các tầng lớp nhân dân trong xã hội chúng ta tích cực hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với những cái việc làm, với những cái hành động rất cụ thể trong cái việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ cái nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của đất nước chúng ta và cùng với các nước trên thế giới ứng phó với cái biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt trên phạm vi toàn cầu. Và trong cái chương trình mục tiêu mới mà chúng ta sẽ triển khai thực hiện cho đến năm 2030 thì chúng ta đang hướng tới cái mục tiêu là chúng ta trong cái giai đoạn từ nay đến năm 2025 thì chúng ta phải tiết kiệm được khoảng từ 5 đến 7% cái tổng cái năng lượng cuối cùng. Cho cả cái giai đoạn từ nay đến năm 2030 chúng ta sẽ phải tiết kiệm được khoảng 8 đến 10% cái tổng cái năng lượng sử dụng. Và tôi cho rằng đây là những cái mục tiêu rất là thách thức. Tuy nhiên thì với cái sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước cũng như là cái ý thức của người dân, sự tham gia tích cực của tất cả các tầng lớp nhân dân thì chúng ta sẽ đạt được các cái mục tiêu mà chính phủ đã đề ra. Bên cạnh đó, quốc gia cần chỉ đạo tăng cường nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, dự án, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống dân sinh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp giờ trái đất về ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường.